Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với gia đình nhỏ. Thì hôm nay mình sẽ thay cái nắp nhớt này. Thì như các bạn thấy trong cái video clip lần trước mình làm á, là nó bị xì nhớt. Thì mấy nay mình chạy nó cũng có xì nữa các bạn. Nó cũng xì hoài rồi, nó xì chảy một vòng xuống này. Đó, bây giờ là mình mua được cái nắp zin trong Kawasaki, mình nhờ bạn mình mua á. Thì mình đã tỉnh mà, nhờ bạn mua giùm. Thì đây nè các bạn, đây là cái bao của nó nè. Cáp oil filler Kawasaki này chắc dễ, như ít người mua cho nên là để trong kho lâu nó hay nát, nên thì mình có khui ra rồi. Đây cái nắp nhớt zin nữa bạn. Nắp nhớt zin này nó không có ron nha, không có ron đi kèm. Thì mở con này ra thì mình xài cái lục giác ha. Mình có một bộ này nè, mấy bạn cũng nên có một bộ xài tiện. Các bạn muốn chỉnh sửa cái kiến hậu cũng được, thì mình cứ dặn ngược chiều kim đồng hồ nó ra thôi. Ok, đây là nắp dầu các bạn. Nhìn đẹp mà có điều bị xì vô dụng. Nó có cái ron này. Cái ron này mình không biết là ron zin hay là ron của cái nắp dầu này, mình không biết nữa. Giờ mình tháo ron ra ha. Mình tháo ron rồi mình lắp vào cái nắp zin. Còn vậy chứ khó tháo các bạn. Tại nó có dính dầu á, dính dầu nhớt nè. Mình lấy cái keo vét nhỏ nhất. Nhìn như cái tâm. Các bạn thấy không, dính dầu nè, bấm lưỡng nè, khó tháo rồi. Thì sau khi mình thay cái nắp dầu này rồi thì mình chắc mình phải đi xin một miếng dầu mình chế vô, giống như cái lọ mình đã thay đó. Mình chế vô cho nó buộc lại. Thì thực ra thì nó cũng không có thiếu nhiều. Ở trên đồng hồ nó có cái đèn báo động cơ đúng không bạn, đèn báo dầu quá nó thiếu, nó báo mà có điều cũng chưa có báo cũng không sao, mà thôi kệ, cứ xin miếng đi cho chắc cú, yên tâm tốt hơn. Ok, mình lau sạch nè, lắp ron vô. Con ron này có một cái thôi, bây giờ mình nó bung rớt mất rồi không biết sao. Ok, con đã vào vị trí. Thì hai cái nắp này á, các bạn thấy là hai nắp này nè, so sánh đó. Thì cái nắp zin có vẻ cái phần răng của nó nhiều hơn và nó cao hơn so với cái nắp đồ chơi. Thì các bạn thấy nè, cái răng của thằng đồ chơi này nó tới đây là hết rồi. Để mình chỉ cho các bạn, nó tới đây là hết rồi. Thì cái ron này nó rất là nhỏ, thì khi mà cái ron này nó sẽ nằm ở xung quanh cái phần này, nhưng mà nó sẽ hở một khoảng cỡ bao nhiêu đây luôn, cỡ bằng cái đầu tay mình luôn, hở cái này thì nó sẽ không có sát và nó sẽ làm bị tràn, bị xì. Còn các bạn thấy nắp zin này, cái phần răng là nó xuống tới cuối cùng luôn. Đó, khi mà gắn cái ron vô là nó sát với răng luôn nè. Thì mình nghĩ như vậy nè là nó sẽ đỡ bị tràn hơn nè, không có bị xì nè. Đó, các bạn lưu ý ha. Đó, các bạn đừng có mua cái loại mà cái phần hở này quá nhiều như vậy. Đó, không biết các bạn thấy rõ không, mình đang đeo camera trước ngực. Đó, các bạn thấy hở nè, nó hở rất là nhiều, các bạn thấy không. Đó, còn cái này là không có hở, bạn thấy nè, răng nó đi xuống tốt cái này luôn nè. Đó, okay. Giờ mình không có kèm, dặn tay đỡ. Mai mình đi xin nhớ á, có kèm siết chặt sao. Đó, okay,
chút xíu. Yeah. Mai test. Trời ơi nè, nhìn bóng bảy. Nhìn vàng, dịch đẹp, vô dụng mà cố. Có đủ đủ. Để mình mốt mình mua mấy cái che lỗ sườn. Màu chắc mình mua màu xanh lá cho nó đẹp. Đố là mình biết này là gì. Cái này là cho mình chế á. Lúc mà mình mang giáp bảo hộ mình cạ vô đây nè, thì mình thấy nó bị chày, thì thấy nó hơi sót, cho nên mình chế rồi mình dán rồi nhìn hơi thô. Mình đang order mấy cái dán bình xăng á, thì để coi nếu mà về dư mình dán lại, tháng mình dán lại mình kỳ kỳ. Còn đây là cái miếng dán dán chống trượt bình xăng, lúc mà bạn kẹp cái đùi vô, kẹp cái đùi vô đây nè. Thì cái miếng này là bạn nên mua nha. Mình thấy là lúc mà mình mua cái miếng này á, mình kẹp vô là nó không có bị trượt, chống trượt bình xăng á, thì nó sẽ làm cho các bạn thoải mái hơn khi chạy xe. Mình thấy là mình nên mua bất cứ xe nào luôn, rẻ lắm các bạn. Thì mình mua cái loại này á có 150 à. Mấy bạn kiếm hết Việt Nam chỗ nào mà bán dưới 300